ngày thì dẫn cả nhà đi ăn cơm tấm tài nha. Số 1 Nguyễn An Ninh, phường 11, quận Bình Thạnh. Xin thì sẽ ăn cơm xong rồi xin thì review cho cả nhà xem. Không gian quán sạch sẽ, bàn ghế inox. Nói chung là hình thức thì không bắt mắt, nhưng mà xin đề nghĩ rằng chính những người ta không ướp phụ liệu gia vị nhiều nhiều, cho nên cái màu nó tự nhiên thì nó phải vậy thôi. Ở đây nó có một cái loại gọi là cơm tấm ba rọi 48.000. Thì xin đề không ăn ba rọi, nhưng mà xin đề kêu cái thằng bé đó, nó cắt một miếng nhỏ ba rọi nó bỏ lên để cho xin đề coi cái ba rọi nó như thế nào. Chả thì sắc nhỏ nha, cái này là chả trứng nè, cái này là lạp xưởng, cái này là sườn. Rồi bây giờ cả nhà để xin đi ăn thử rồi sẽ xem nó ngon hay không. Nó hay lắm. Ba rọi tuy là cái màu sắc không đẹp nhưng mà ướp thấm ngon lắm cả nhà. Cái vị cơm này ướp ngã theo người miền Nam á, nó có vị ngọt. Nước mắm nó được điểm là vì nó nước mắm quẹo á, họ pha cái lượng nước mắm với lại đường á ngang với nhau, cho nên nó ra được cái chén nước mắm rất là sóng sánh. Cái chả trứng của nó cũng đặc biệt lắm mà cả nhà. Nó dai mà nó dính với nhau giống như là thằng giò thủ vậy đó. Nhưng mà nó bỏ vào miệng thì nó rất là mềm nha. Mà gia vị thì cũng rất là vừa ăn. Cái lạp xưởng nó hơi mặn. Có lẽ tại vì Cindy ăn cơm ít quá. Mà nói chung là cũng ngon, ít có mỡ màng. Xin đi ăn hết dĩa cơm rồi. Thật sự ra nếu mà người nào mà ăn á là ăn cái dĩa cơm thì không có đủ, nhưng mà đó xin đi là quá no. Điểm trừ của cái dĩa cơm này là miếng thịt hơi bị khô, thì theo như mẹ của cái tiền nói á, hôm nay có thể là vắng khách chút á, cho nên là không có thường xuyên nướng miếng sườn. Thường ngày thì miếng sườn nó bóng hơn và nó mềm hơn. Ở đây nó có cái thùng tiền quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung bị thiệt hại thiên tai. Thì theo xin đề nghị thì cái thùng này có thể là có lâu rồi, nhưng mà có cái thùng này cũng được, là vì người ta ăn người ta được thối tiền lẻ, người ta bỏ vào cái thùng đó thì mình giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì cũng tốt. Đây là cái giá tiền, cái bill 128.000. Cơm sườn đầy đủ là 85.000. Sườn bị chả là 43.000. Thì dĩ nhiên là cơm tấm này nó không thể nào so sánh với cơm tấm ghiền này kia nọ, nhưng mà nếu ai ở khu vực Bình Thạnh thì cơm tấm tài này là một trong những cơm tấm cũng nổi tiếng. Cơm tấm tài không chi nhánh. Tiệm là bỏ nguyên một cái menu ra ngoài này luôn. Beep, beep. Beep, beep.
đường Phan Văn Trị buổi sáng. À, con đường nhỏ này là con đường Ngô Đức Kế ha. Mình lại tưởng một cái hẻm đó cả nhà. Đó là đường Ngô Đức Kế. Câu nói hay nhất trong ngày nha. Chút nữa mình đi massage đi. Được đó. Biết sao xin thì khoái đi vô chợ lắm cả nhà. Thấy được cái khung cảnh trong chợ thích. Kẻ mua người bán nha. Ngon của mấy bộ đồ bộ. Bây giờ đi chợ ngầu lắm cả nhà. Chỉ việc đứng trên xe đó là nói dối giờ là tự động người bán họ làm hết, họ bỏ bịch tầm ăn ra cho mình. Đi mua rau cũng vậy, mà đi mua thịt cũng vậy. Bây giờ đi chợ không phải như hồi xưa ha, người ta phục vụ mình dễ sợ luôn. Cho mình chục hộp vịt lộn. Kính thưa các loại trứng là vừa vừa nhé. Kính thưa các loại trứng quá rẻ luôn, 30, 29.000, 33.000, 32.000. Bạn vừa nhé bạn. Hộp vịt là 35.000, 40.000. Wow. Cho mình vô đó ra một xíu. Đây là đường Nguyễn Xí nha cả nhà. Ồ vậy hả? Chứ đâu phải là của một người một chủ đâu. Bánh tiêu bánh bò.
Sài Gòn á cả nhà, mình không có gì đặc biệt á, mình đi lang thang ra đường phố nó cũng vui nữa. Ở bên kia làm gì có vụ này. Dạ. Thấy không? Thấy nhé. Tầm khu hả? Ồ, nó có cái, nó có dòng kênh chảy vào kìa. Cái này là cái kênh là Thanh Đa nè. Ồ, Thanh Đa. Dạ. Rồi. Giờ chính phủ làm rộng ra thành cái công viên. Qua wow, đẹp quá. Trời ơi, đó, thấy không? Ở đâu, ở trong cái địa điểm là đó không có chiếm giữ. Công viên ta vẽ bài ra bán đồ rồi. Thì đúng rồi, ai cho bán, thấy là cái đồ của cháu giống như bán di động thì mang ra. Có nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh công cộng nè. Chắc bán 10 triệu. Đó về Thanh Đa, chạy ngược lại. Cầu vượt à, cầu kinh Thanh Đa. Dòng con đất mẹ phụ hộ. Ô, lần đầu tiên nghe cái gì? Nghe cái dòng đó nha, giáo xứ Thanh Đa. Bánh canh đậu xanh. Ồ. Đây đi. À, bánh bánh cuốn. Đây là chợ Bình Chiều nè cả nhà. Hành đấy, thêm miếng rau răm. Đợi 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 kết. Cái này ở Bình Triệu nha cả nhà.
Cô dưa cà ngon quá bạn. Nó đang có dịch sốt xuất huyết cả nhà ơi. Đi tới đâu cũng thấy người ta khuyến cáo là nên là chợ đại đoàn kết. Vừa mới thoát khỏi cái chợ đoàn kết cả nhà. Bây giờ cũng về gần nhà rồi, cho nên Cindy cũng tranh thủ đi vào mấy cái hẻm nhỏ, nó hơi bị lạnh lắm. Cho nên Cindy tắt cái clip ở đây. Và cảm ơn cả nhà đồng hành theo dõi, cũng như là mong những cái thước phim của Cindy sẽ làm cho cả nhà mình nhìn thấy những nẻo đường ở đất nước của mình ha. Cindy nói là cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video phía sau. Bye bye.